Từng bị tố ăn bám, chồng cũ Phi Thanh Vân gây sốc khi công khai số tiền kinh doanh trong một ngày. Mặc dù vợ cũ nhiều lần ám chỉ mình bất tài vô dụng, nhưng mới đây Bảo Duy đã chứng minh mình có khả năng kiếm tiền khủng thế nào. Phi Thanh Vân và Bảo Duy công khai mối quan hệ từ năm 2014. Chồng trẻ của nữ hoàng giao kéo còn từng chặt ngón tay để chứng minh tình yêu với cô. Năm 2016, cậu con trai Tấn Đức chào đời là sợi dây gắn kết giúp tình cảm của vợ chồng thêm bền chặt. Tuy nhiên sau đó cả hai bất ngờ đường ai nấy đi sau thời gian tố nhau gay gắt trên mạng xã hội. Phi Thanh Vân từng đăng tải một status dài trên trang cá nhân với nội dung tố cáo chồng cũ Bảo Duy nợ cô 60 triệu đồng không chịu trả. Đàn ông hèn, tôi không gọi bằng anh, xin lỗi vì nhỏ hơn tôi đến 2 tuổi nhé. Tôi làm việc cực khổ lo cho con và gia đình. Em sống bám đã đành, giờ còn tiền nợ 60 triệu đồng cũng không chịu trả. Tiền cho là cho, tiền mượn phải trả. Tất nhiên cũng vì lý do gì thì tôi mới không cho có đúng không? Cớ sao em không chịu trả khi tôi trăm thứ phải lo? Cho tiền người nghèo từ thiện tôi không tiếc, tiếc chia cho một kẻ như em, dối trá và bịa đặt, hòng mang lại vị thế về cho mình. Em quên ngày xưa nói với tôi em là hai bàn tay trắng, tôi phải mua sắm từ A đến Z cho em. Nhờ tôi mà em có chút danh tiếng nhỏ bé như bây giờ, tính em quá đàn bà, còn hơn một người đàn bà như tôi, thua lắm rồi. Tưởng như gặp nhiều khó khăn, sau khi tách ra kinh doanh riêng, Bảo Duy đã chứng minh điều ngược lại. Bảo Duy đã bắt tay ngay vào công việc kinh doanh sản phẩm làm đẹp, mở công ty và lên chức ông chủ. Để chứng minh thành quả của mình, Bảo Duy công khai doanh thu trong một ngày, số tiền Bảo Duy thu được trong một ngày lên đến hơn 144 triệu đồng. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Phi Thanh Vân nhận quyền nuôi con và chồng cũ có nhiệm vụ chu cấp chi phí hàng tháng theo quyết định của tòa án. Nữ diễn viên tiết lộ, tòa án ra quyết định mỗi tháng chồng cũ Bảo Duy phải gửi 10 triệu để phụ cô nuôi dưỡng con trai. Thương thí sinh nghèo khổ, Trấn Thành trích tiền riêng, mua tặng xe máy mới. Cây hài liên tục lau nước mắt khi lắng nghe câu chuyện thương tâm của chú Dương Văn Gấm. Sau đó anh quyết định tặng chú một chiếc xe máy mới. Vừa qua tập 2 chương trình Hát Mãi Ước Mơ tiếp tục mang đến những tiết mục đậm chất nhân văn và nhiều cảm xúc. Để giúp đỡ những người xung quanh có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, bốn người chơi lần lượt cất giọng hát để chinh phục giải thưởng lớn. Những giọng ca không chuyên còn vấp váp nhiều lỗi nhưng khiến giám khảo Trấn Thành, Cẩm Ly và Harry Won liên tục rơi nước mắt. Trong chương trình, sau khi lắng nghe câu chuyện của chú Dương Văn Gấm, cây hài đã bật khóc và quyết định dành tặng chú một chiếc xe máy gần 15 triệu đồng để đỡ phải mưu sinh vất vả. Chú Gấm 67 tuổi đến tỉnh Vĩnh Long hàng ngày bên cạnh việc làm công quả ở chùa Từ Hạnh để kiếm bữa cơm chay qua ngày. Chú còn nhận chở hàng thuê với mức lương ít ỏi 50.000 đồng một ngày với mong muốn góp đủ tiền chữa bệnh cho người em gái bị bệnh tim. Em gái của chú là cô Dương Thị Ngọc Phương làm công việc bán xôi. Tuy nhiên gần đây cô phải nghỉ bán nhiều vì chiếc xe bị hư hỏng nặng, chưa có tiền sửa. Thay vào đó cô ra quán của người cháu phụ rửa chén. Đến với cuộc thi, chú Văn Gắm trình bày bài hát Đôi Ngã Chia Ly. Sau đó chú chia sẻ hoàn cảnh vợ bỏ đi nước ngoài để lấy chồng khác. Người con trai duy nhất cũng hy sinh khi đi bộ đội. Tất cả được chú tâm sự nhẹ nhàng từ tốn nhưng lại khiến người nghe lặng đi. Giám khảo Trấn Thành cũng không quên hỏi về chiếc xe cũ xuất hiện trong clip của chú. Biết chiếc xe đã được sửa nhiều lần nhưng vẫn hư hỏng, anh nhanh chóng động viên chú Gắm và hứa sẽ tặng chú một chiếc xe mới. Giữ đúng lời hứa, sau khi chú Văn Gắm phải dừng chân ở vòng 1, ông xã Harry Won tự trích tiền riêng gần 15 triệu đồng gửi tặng chú mua xe máy mới. Ngoài ra, chú cũng nhận từ chương trình gần 8 triệu đồng, tương đương với số bình chọn của khán giả. Ngoài chú Văn Gắm, tập 2 Hát Mãi Ước Mơ còn mang đến những câu chuyện cảm động, đó là chú Lý Văn Phước làm bảo vệ cho một trung tâm Anh ngữ, đi thi để giúp đỡ một vợ của người bạn thân mới mất, tiếp thêm cho cô nghị lực để sống tiếp. Chàng trai đam mê nhạc rock Quang Nhất Thành đến với chương trình để giúp đỡ bạn thân Nhật Hào, một cậu học trò nghèo có ba mẹ đã ly thân, đang sống cùng ông nội. Cuối cùng là chú Trần Quốc Thái ước mơ dùng tiếng hát của mình để giúp bé Hòa 18 tuổi là bệnh nhân điều trị ung thư hàm mặt suốt gần 6 năm qua. Sau 3 vòng thi, chú Văn Phước giành chiến thắng, đầy thuyết phục và nhận được giải thưởng 50 triệu đồng. Trong khi đó, chú Quốc Thái về nhì với số tiền thưởng 25 triệu đồng từ chương trình, chàng trai hát nhạc rock về ba nhận gần 15 triệu đồng. Kinh ngạc trước nhan sắc của ca sĩ Thủy Tiên, thuở mới vào nghề, ngoài việc được nhắc đến như là một nữ ca sĩ nổi tiếng với hàng loạt bản hit,
Thủy Tiên còn được công chúng nhớ đến với vai trò là vợ của tuyển thủ điển trai Công Vinh. Cuộc hôn nhân nhuộm màu ngôn tình của ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh thường được ví với cặp đôi Bad Vic, lừng lẫy của làng thời trang và bóng đá Anh Quốc. Hiện tại, Thủy Tiên và Công Vinh có một cuộc sống vô cùng viên mãn và hạnh phúc bên bé bánh gạo, con gái đầu lòng của hai người. Dù không phải sắc nước hương trời, nhưng Thủy Tiên vẫn được xếp vào top những người đẹp, được rất nhiều người yêu mến ở showbiz Việt. Thế nhưng, có một sự thật là trước thời điểm nổi tiếng và làm vợ của Công Vinh, Thủy Tiên sở hữu một nhan sắc rất hạn chế. Thời điểm mới vào nghề, gương mặt cô còn khá nhiều khuyết điểm. Thủy Tiên sở hữu gương mặt khá tròn trịa, đôi mắt nhỏ kém xinh, chiếc mũi tẹt, đầu mũi khá thô. Chưa dừng lại ở đó, khuôn miệng của nữ ca sĩ cười cũng chưa được cuốn hút như bây giờ. Gương mặt kém sắc của Thủy Tiên khi mới vào nghề. Mắt nhỏ, hàm răng khập khểnh, gương mặt kém cuốn hút. Thủy Tiên đã phải trải qua quá trình để hoàn thiện nhan sắc. Nhưng bên cạnh sự thanh thoát duyên dáng thì không ít lần cô chuyện cảnh gương mặt sương phù và gượng gạo. Mặc dù chưa bao giờ chính thức thừa nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng những dấu hiệu thay đổi dễ nhận thấy như khuôn mặt khoan gọn, đầu mũi cao nhọn, hàm răng đẹp hơn, đôi mắt to tròn và chiếc cằm vi lai, khác hoàn toàn với hồi mà tên tuổi của cô chưa một ai biết đến, thì nghi án phẫu thuật thẩm mỹ không phải không có cơ sở. Ở thời điểm hiện tại, so với ban đầu, Thủy Tiên đã sở hữu chiếc mũi cao ráo thanh mảnh, khuôn mặt vi lai thanh thoát, khuôn miệng xinh xắn hơn hẳn. Nhan sắc hiện tại của Thủy Tiên. Dù không phải sắc nước hương trời, nhưng Thủy Tiên vẫn được xếp vào top những người đẹp được rất nhiều người yêu mến ở showbiz Việt. Thủy Tiên đã trở nên đẹp hơn, tiến xa hơn và thành công hơn trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp của mình. Thêm vào đó nhờ cách trang điểm tinh tế hơn và các nét dần trở nên hoàn hảo, Thủy Tiên đã có thể dễ dàng chạm tới mỹ từ kiều nữ của showbiz Việt. Và có một điều không thể phủ nhận rằng, sau khi đụng dao kéo, Thủy Tiên đã trở nên đẹp hơn, tiến xa hơn và thành công hơn. Đàm Vĩnh Hưng, tôi và Phương Thanh không cần thiết làm hòa. Ca sĩ cho rằng chuyện giảng hòa với đồng nghiệp không mang lại lợi ích gì cho cả hai, tuy nhiên anh có thể hợp tác trong công việc nếu cần thiết. Những ngày qua, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi bác bỏ việc anh rút khỏi ghế nóng một game show vì không muốn làm việc chung với ca sĩ Phương Thanh. Tại một sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 2 tháng 5, Đàm Vĩnh Hưng nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh mối quan hệ của anh và nữ đồng nghiệp. Đàm Vĩnh Hưng từ chối chia sẻ nguyên nhân anh và Phương Thanh bất hòa nhiều năm qua. Đó là một câu chuyện lằng nhằng, kéo theo nhiều thứ. Tôi cũng thấy không cần thiết phải làm hòa với cô ấy. Nó không mang lại lợi ích gì, việc ai nấy làm, cuộc đời của ai người đó sống thôi, anh tâm sự. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho rằng anh và đồng nghiệp vẫn có thể hợp tác trong công việc nếu cần thiết. Nhưng từng hát chung trong chương trình Làn Sóng Xanh năm 2014, Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh một thời là bạn bè thân. Tuy nhiên nhiều năm qua, hai bên có mâu thuẫn, họ hiếm khi xuất hiện cùng nhau trong các chương trình. Cách đây vài tháng, cả hai ngồi ghế nóng chương trình Cặp Đôi Vàng, trong đó Mr. Đàm là giám khảo chính, còn Phương Thanh là giám khảo khách mời. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định anh không làm giám khảo game show vì thấy chương trình không phù hợp với mình, chứ không vì một nhân vật nào. Ca sĩ cho biết anh rất ghét chuyện chèn ép đồng nghiệp theo kiểu có người này thì không có người kia, bởi từng chứng kiến, thậm chí lâm vào tình huống này. Đàm Vĩnh Hưng kể năm 2002, theo dự tính, anh cùng một đoàn nghệ sĩ sang châu Âu biểu diễn. Tuy nhiên, nhóm người này phản ứng với bầu show rằng nếu anh qua đó hát, họ sẽ về nước. Chuyện chèn ép chứng tỏ người ta sợ năng lực của người khác nên mới làm vậy. Ca sĩ kết luận, là người lăn lộn lâu năm, anh cũng cho rằng chèn ép là hiện tượng thường thấy trong nhiều ngành nghề, không riêng gì ca hát. Sau mâu thuẫn với đơn vị tổ chức game show, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định anh không hề kêu gọi fan tẩy chay chương trình. Chàng trai bất ngờ nổi tiếng vì liếc xéo Harry Won chỉ vì đèn quá sáng. Những biểu cảm khó hiểu của chàng trai này trên sóng truyền hình được dân mạng chú ý và bàn tán. Thời gian gần đây, đã có khá nhiều bạn trẻ bỗng dưng được chú ý khi xuất hiện trong vai trò là khán giả, thậm chí là người chơi tại một chương trình truyền hình nào đó. Ngoại hình khác biệt, biểu cảm đáng yêu và đôi khi chỉ là việc vô tình xuất hiện quá nhiều trong khuôn hình cùng người nổi tiếng, cũng khiến những bạn trẻ này nhận về sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, bên cạnh những cá nhân được chú ý tung hô một cách tích cực, thì cũng có trường hợp bị chỉ trích bàn tán vì biểu cảm khó hiểu khi lên sóng. Và chàng trai này là một ví dụ điển hình.
Trong một chương trình truyền hình, một chàng trai ngồi ngay phía sau hàng ghế giám khảo Harry Won liên tục lọt vào ống kính mỗi lần ban giám khảo lên tiếng nhận xét thí sinh. Sẽ không có chuyện gì bất thường nếu anh chàng không liên tục tỏ thái độ, biểu cảm về phía nữ ca sĩ như lườm nguyết, liếc mắt và thậm chí là ngoáy mũi. Suốt thời gian lên hình, khi Harry Won chia sẻ thì những biểu cảm khó hiểu của chàng trai này liên tục xuất hiện. Khi chương trình được phát sóng cũng là lúc vị khán giả trẻ tuổi này nhận được không ít bình luận đánh giá trên mạng xã hội. Chàng trai được cho là có thái độ không tốt với Harry Won tên là Tùng, chia sẻ trên một trang thông tin. Tùng cho biết sự xuất hiện của cậu hôm đó là để cổ vũ cho một chị thí sinh. Tùng cũng khẳng định rằng việc liếc mắt như vậy không phải vì ghét bỏ hay tức tối gì ai. Giải thích cho việc những biểu cảm tiêu cực thường xuyên xuất hiện chính là việc phải nheo mắt vì ánh đèn phim trường quá sáng. Cậu bạn cũng mong mọi người đừng vì những hình ảnh nhìn thấy lúc phát sóng mà đưa ra những phán xét thiếu chính xác. Tùng cho biết cậu không phải là fan của Harry Won và cũng không đưa ra bất kỳ nhận định nào về nữ ca sĩ này.